Dạ con kính chào bác Nguyễn Nhân, con tên là Tô Kiều Loan, hiện con đang cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì hôm nay con có một số câu hỏi từ các bạn ở ngoài Hà Nội gửi đến bác, mong bác giải đáp giúp con ạ. Rồi con hỏi. Thưa bác, có một chị tên Quỳnh ở Hà Nội, chị ấy nói rằng là chị ấy có một người bạn tu theo tịnh độ. Nhưng mà đã lâu nay rồi, nhưng mà hiện nay đang gặp phải trường hợp là hay bị nói nhảm. Nếu mà xét về góc độ khoa học thì gọi là bị ảo thanh. Còn nếu mà xét về góc độ tâm linh đó, thì gọi là bị vong nhập. Vậy thì theo Tiền Tông mình đó, thì mình có nên cho bạn đó là nghe về kinh An Vị Phật không hả bác? Tất cả những cái gì cũng vậy đó, thì theo cái loại là cái âm nhiều âm ít. Cái an vị Phật đó, nếu mà âm ít đó, thì được, chứ mà âm nhiều quá không được. Âm nhiều phải nó có cái kỹ thuật riêng, thấy không? Ví dụ cứ cho nghe thử 3 ngày thử coi thế nào. Nếu mà nó giảm thì đúng thì cho tiếp tục nghe. Ha, còn nó nhiều quá là nó dạng khác. Thì cái này mình cũng không nói trước được. Nhưng mà đa số nếu mà âm ít thì hoàn toàn an vị Phật đều xuất hết. Nha, những dòng nhập mà nó ít nhập, nói là kêu bằng lang thang, cô hồn lang thang, xuất hết. Còn có hoa mà có đẳng cấp á, thì nó không xuất. Nó biết, nó bởi vì nó mà cái nó thuộc về sư phụ rồi đó, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Thưa bác, những vị hay nhập xác để xem gia sư hay giúp đỡ cứu người, giúp đỡ chữa bệnh cứu người hay giúp đỡ người này người khác, thì những vị này gọi là vị thần hay vị thánh thưa bác? Bây giờ nó tất cả là thánh thôi, chứ không có thần. Thần không có nhập ai trả đền, không? Về thánh, vì trong con người mình cũng vậy, là con người thiện, con người ác. Thánh cũng có thánh thiện, thánh ác, chứ không phải là hơn tao nói là thánh là xấu hết, không phải thánh thiện thánh ác. Thì do cái người nào nhập thì nó làm theo cái sự làm của vị thánh đó. Thánh ở trên đất này, bởi vì nếu mà thánh ở trên đất này mình không có thánh mình cũng không sống được, bắt buộc phải có thánh rồi phải có thần. Giống như trên đất này phải có gió, có lửa, chứ không có gió không được, không có lửa được, nó phải đầy đủ hết rồi thì mới sống được. Con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bể tánh thanh tịnh thì Phật tánh gọi là gì hả bác? Ở trong Phật tánh thì trong bể tánh thanh tịnh gọi là tánh Phật. Tánh Phật là cái bồ thấy nghe nó bước nó gọi là cái tánh. Nó tánh mà nó đâu nó cũng có hết thì nó gọi là tánh Phật, tánh trong Phật. Tánh trong Phật giới người ta gọi gọn là gọi là tánh Phật. Thấy không? Thành ra bây giờ thí dụ chẳng như trái đất mình là con người có đen vàng đỏ trắng, đông tây nam bắc, châu này châu kia. Người ta hỏi chứ đó. Thí dụ mình đi ra ngoài hành tinh hỏi nó phải ở đâu? Nó tôi ở loài người. Tại nó chung cái loài người thì tánh Phật cũng vậy. Ở đây tôi gọi là tánh Phật, tánh ở trong Phật giới. Mình nói gọi là tánh Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, hằng ngày con vẫn tụng kinh chú Lăng Nghiêm cầu mong cho Phật pháp trường tồn, quốc thái dân an, bởi vì con nghe giảng rằng là trên thế giới này còn người tụng chú Lăng Nghiêm là Phật pháp vẫn còn tồn tại. Vậy theo Thiền Tông mình thì con có nên trì tụng tiếp hay không ạ? Trì tụng chú Lăng Nghiêm Phật pháp trường tồn là đúng. Con nên nhớ là Phật pháp trường tồn là đạo Phật trường tồn. Đạo Phật nó 6 pháp môn. Mà cái pháp môn, 5 pháp môn đầu nó trường tồn từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới này, dần nó đã còn. Còn có Thiền Tông, con cầu vậy. Nếu mà trên phương diện Thiền Tông cầu sai. Phật pháp trường tồn là đúng, để chi? Phật pháp trường tồn, để cái Thiền Tông nó nương vào trong cái Phật pháp để nó công bố ra. Không có chùa không công bố được. Thấy không? Còn nếu mà cầu chú Lăng Nghiêm mà để giải thoát là không được. Cầu Phật pháp trường tồn được mà cầu giải thoát hoàn toàn không được. Thấy không? Con cầu chú Lăng Nghiêm là để gì? Chú Lăng Nghiêm là hiển linh. Hiển linh là ai? Mấy sư phụ. Mấy sư phụ trường tồn thì cái giải thoát không trường tồn được.
đã công bố quyền ký rồi thì cảm ơn cái trước là cái Phật pháp nó các chùa nó còn để đấy, mà khi công bố quyền ký rồi thì nhiệm vụ các chùa đã chấm dứt, nói cho con biết. Đã các chùa công bố quyền ký là các chùa đã chấm dứt, quyền ký là pháp môn thứ sáu. Còn chấm dứt hay là không là do mấy ông thầy. Bây giờ tôi không muốn chấm dứt, tôi tu nữa thì tu ai đây? Nghĩa là bởi vì thành ra cái số người mà về Phật giới chỉ có 5% thôi. 5% của người được truyền thiền đó, chứ không phải 5% là của chung cái thế giới, chứ không phải vậy. 5% của người truyền thiền. Trước nay là 2.000 người truyền thiền, rồi bây giờ còn xin số lượng bao nhiêu? Chia 5% bao nhiêu? 2.000 được 50, được 100 người đó. 2.000 người được truyền thiền, chỉ có 100 người về Phật giới thôi. Đó, tính 5%. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, xin hỏi câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thanh Hương, 39 tuổi ở Hà Nội ạ. Thì chị này có nói rằng là thật sự là về cái giải đáp về Pháp Môn Thiền Tông là có từ năm 2015, nhưng mà đến năm 2021 thì chị này mới có duyên biết đến cái Pháp Môn Thiền Tông này. Thì chị đã nghe sách và nghe các giải đáp thì chị hiểu về cái tu theo Pháp Môn Thanh Tịnh này á, thì phải hiểu được tánh Phật là gì, tánh người như thế nào, và phải học thuộc công thức tu giải thoát ra sao, và con người sống ở thế giới này á, thì phải sống và làm việc cho thật tốt, không có cầu xin lại lục như thế nào, không cầu mong gì hết. Và trong cuộc sống thì chị có những cái băn khoăn thắc mắc như sau. Thứ nhất là trước kia chị là người đã từng quy của Phật và hiện là Phật tử, và mẹ chồng chị cũng là người cúng tụng cầu xin lại lục, và chị đã từng cùng mẹ chồng chị đi đến các đám để cầu siêu, để cúng. Thì chị có cái trăn trở là khi mà hiểu được cái Pháp Môn Thiền Tông này thì chị biết điều đó là không đúng. Nhưng mà nếu mà sau này khi mà gia đình hay người thân có người mất mà chị không có làm theo thì là trái ý với gia đình. Thì chị nghĩ rằng là nếu mà chị vẫn cứ làm, nhưng mà tâm chị nghĩ đó là chị là nhiệm vụ thôi, thì như vậy có được hay không hả bác? Được, với điều kiện là mình làm theo thế giới bình thường, nhưng mà phải trang bị mình có công đức. Bây giờ bởi vì thành ra con cũng phải nghe nói mấy câu thế này nè: một kẻ đồ tể buông đao thành Phật, là tể giết người đó, nó buông đao, nó tu, nó thành Phật. Với điều kiện con phải có công đức. Con có công đức sáng rồi thì ông thần mới thả con. Còn nếu mà ông thần không có công đức thì hoàn toàn ông thần không thả, là chỗ đó. Còn cái chuyện gõ mỏ tung kinh đưa tiễn đám này đám kia là chuyện nhỏ thôi. Ta giết người ta còn về thành Phật được. Với điều kiện anh phải có công đức. Còn nếu không có công đức thì thôi giết người cũng như tu thì kể về tu mà không có công đức là kể khỏi về luôn. Hiểu cái hiểu nguyên tắc đó, tìm sâu vô đạo Phật thì nó có nhiều cái rất hay, nhưng mà mình phải hiểu cho rõ. Còn không chịu rõ là nó mình tu tưởng cái ta sai. Chẳng hạn như mình tưởng tu cái này tu kia rồi mình ấy không cần. Tất cả thế giới vật lý cứ làm, muốn về tôi có công đức tôi về. Giống như con ở đây con làm gì làm, muốn đi Mỹ làm ơn tích trữ đô la cho đủ đi. Tôi chuyện nào ấy sao mình có đô rồi mà chạy được rồi, thấy không? Thì muốn về Phật giới phải có công đức, nhưng mà công đức còn xài được nha. Có nghĩa là giống như con đô mà con bị nhúng nước sơn, đô nó không xài. Còn nếu mà con có đô mà nó sáng bóc phải đưa nó xài liền. Còn đức, công đức của mình có vậy. Công đức của mình mà rất trong sáng, ông thần nể cho mình đi liền. Mà nếu mình trang bị mình có một cái pháp trần nữa, thánh không dụ mình được, nên mình đi thênh thang mình về. Ra khỏi 5 cây số là kim hoa tiêu, nó hoa tiêu phần rước mình về. Đừng có lo cái chuyện đó. Dưới điều kiện phải nghiên cứu cái thiền tông này cho kỹ thật kỹ nha. Đừng có nghiên cứu một bài dơ bài giác rồi nói tưởng nói này nói kia là tật, không được. Đừng có tưởng tu thiền tông, nhớ tuyệt đối đừng có tưởng. Có công đức đừng tưởng thì về được. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, cái vấn đề thứ hai chị cũng băn khoăn đó là chị là dâu trưởng trong gia đình và chị đọc kinh rất là tốt. Thì thường là những cái lễ nghi gì cúng thần linh tổ tiên trong gia đình là do chị thực hiện. Thì như vậy thì
Khi mà biết là mình làm như vậy là không có đúng với cái pháp môn thiền tông, thì là chị bây giờ chị chỉ cúng thôi, nhưng mà không có cầu xin gì thì có được hay không thưa bác? Cúng cái hình thức cúng, nhớ là tất cả những gì hồi trước con đưa lên là con lầm rầm khấn vái này kia, giờ cũng đưa lên để đó có hình thức để chị che mắt thế gian, che mắt mấy người trong nhà thôi. Nếu mà về sau lớn rồi là mình làm chủ căn nhà dẹp hết. Tới ngày lễ ngày giỗ cũng trái cây hoa quả để cho nó đẹp cái bàn thờ thôi. Khách thập phương ta thách ra bà con ta tới ta thấy. Chứ còn mình không làm không được. Thế gian này mình không làm nó tự nhiên nó nghi mình điện á. Thấy không? Phải làm một cách trong sáng thì về được. Thứ nhất tuyệt đối làm công đức phải trong sáng. Đừng có làm mơ hồ, đừng có tưởng. Thứ nhất là làm có tưởng. Mình học thiền tông xong rồi thì mình phải đúng theo nguyên tắc của thiền tông mà làm. Đừng tưởng, nhớ đừng có tưởng. Thì về Phật giới 100% được. Rồi trang bị thêm cái pháp trần nữa thì thôi an toàn lắm. Thấy không? Còn tạo công đức không, dụ mình muốn làm gì không? Thứ nhất là mình chỉ cho mượn sách người ta. Phải cho một cách trong sáng. Nhỏ cũng được, cái là làm sao mà về bển mà có tay chân đi được á. Còn giống như cái trứng cá nữa, cái lắc, nó không đi được. Thì ở đâu nó cũng vậy thôi. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, vấn đề thứ ba là chị nói là chị đã hiểu về tu theo pháp môn thiền tông, nhưng chị nghĩ là tu là do tâm, nên chị không cần xin cái chứng chỉ được hay không bác? Bây giờ đó, cái chứng chỉ này đó là để cho người thế gian thôi. Chứ con mà tu đúng là con không cần. Nhưng mà nhờ cái này để nó làm ổn định. Bây giờ con suy nghĩ, con học tới đại học đi. Nhưng mà giờ con không lấy cái bằng đem về, rồi sao? Con có củng cố, có yên lòng được là con có đại học không? Thôi, phải rinh cái bằng về để đó cho người ta biết. Để cho nó yên lòng. Thí dụ bây giờ con có cái yếu chỉ thiền tông này, người ta hỏi con, có thắc mắc, con đưa, nó nhìn thấy con có yếu chỉ là biết, ừ này có cái bằng cấp này, bằng cấp sơ học này nè. Người ta tin mình hơn, còn nếu mà con nói mà không có gì chứng minh làm sao? Giống như bác ngày xưa đó, khi mà truyền thiền, ông mà Thảo truyền cho bác cũng không dám đưa cái này đó, nhưng mà nó nghi bác, sao cũng bác phải đi chụp cái hình ra, bác phát. Chứ nếu không ấy, nó cũng không tin. Nó lạ quá mà từ xưa giờ đâu có cái chủ này. Bởi vì khi mà từ khi mà tổ lục tổ Huệ Năng mất tới bây giờ không ai hiểu cái này, không hiểu cái tờ giấy đâu, kể cả Trần Nhân Tông còn không biết. Vì thế mà Trần Nhân Tông không có cái được cái truyền thiền này, nhưng mà ổng làm nhiều cái nó trật làm với cái hệ thống của đạo Phật cái này. Vì thế mà ổng mới đặt ra cái là thiền phái Trúc Lâm, chứ không phải là thiền trong Trúc Lâm thì được. Ông đặt chữ, nó sai một cái chữ phái. Vì ông không được truyền thiền. Một vị tổ chưa được truyền thiền mà còn làm sai. Chứ được chứ nó cho mình. Tất cả gì thiền tông nó trang bị cho cái gì mới làm cho đúng. Là không sai bất cứ một cái gì hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin hết câu hỏi. Con xúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn con. Chúng con xin cảm ơn bác đã bớt chút thời gian giải đáp những câu hỏi của anh chị em chúng con ở Vũng Tàu và cũng như ở các bạn đồng tu gần xa đến gửi những câu hỏi đến để bác trả lời. Chúng con vô cùng biết ơn và cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác luôn luôn có một cái sức khỏe tốt. Để cho chúng con có cái thời gian mà hỏi đáp được nhiều hơn, để hiểu sâu hơn. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi thôi cũng cảm ơn con đã đến đây hỏi. Thì bác cũng đây nói rõ ra một số vài của cái pháp môn thiền tông mà Đức Phật đã truyền lại cho hậu thế. Cái pháp môn này nó cũng rất quý. Đây là cái pháp môn rất là thực tế và khoa học nha. Và cho người ta hỏi tự do bất cứ câu hỏi nào, dầu hữu hình hay vô hình, dầu khoa học hay không hợp hình, không gian hoặc là dưới âm phủ cũng trả lời được.
đó, cái thiền tông nó quý cái chỗ đó đó. Thì hôm nay thì bác có dịp ra Vũng Tàu, tụi con có đặt câu hỏi thì bác cũng mừng. Thôi giờ trước thì cũng chúc tụi con được sức khỏe và làm ăn phát tài, năm tới được thịnh vượng hơn năm nay. Tuy thường tông cũng phải là lo gia đình, chứ không phải là thiền tông rồi cứ không phải lo gia đình được. Thứ nhất, tổ quốc mình sắp đại hội đảng sắp tới, thứ hai tới bắt đầu vào đại hội đảng rồi, thì cũng mong đại hội đảng kỳ này thành công tốt đẹp rực rỡ, và đưa tinh hoa của thiền tông, tinh hoa của cộng sản được phơi bày ra thế giới. Rồi chúc các con mạnh giỏi.